Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Thì hôm gài vắng bóng cũng lâu ha mọi người, trước lễ tới giờ. Thì lý do cũng là không có hàng nữa mọi người ơi. Thì lâu lâu hơn mới được cây thôi ha. Rồi thì hôm nay Đại xin giới thiệu đến mọi người một con máy là Mitsubishi TL33 nha mọi người. Là 33cc, bích tông là 36 ly ha. Rồi thì khi mọi người mua máy bên Đại thì cái đầu tiên nè, thì Đại là sẽ bao ship cho tất cả mọi người toàn quốc nha mọi người. Đó, hàng đến thì mọi người được kiểm tra test, nói chung là bao test các kiểu ha. Rồi cái tiếp theo là bảo hành máy 1 năm lửa 6 tháng nha mọi người. Rồi tặng kèm thì Đại tặng kèm cho mọi người 5 món ha, thì cũng như thường lệ thôi mọi người. Này, nè, một cái ổ cước nha. Một cái kê tiếp mở bogie ha, đầu 19 13. Rồi thứ ba là một cái bogie 7 NGK ha. Rồi thứ tư là một cái lưỡi dao Makata dày 1,5 inch. Thì cuối cùng là một cái sợi dây đeo Nhật Bản nha mọi người. Thì Đại đã rửa rồi nha, rửa sạch sẽ hết, phơi khô rồi ha, mới gửi nha. Rồi thì để trước khi đi về cái phần chi tiết bên ngoài của máy, thì Đại xin mời mọi người xem cái phần chi tiết bên trong của máy nha. Thì lúc Đại rửa, Đại vệ sinh thì Đại có quay lại ha. Rồi máy vệ sinh không được máy nha mọi người. TL33 ha, con này nó cực kỳ đẹp nha. Giật nè, hới luôn nha, nè, dày nè, trắng phiếu luôn. Thường mới giật mấy cái này về nó hay bị nám lắm mọi người, tại vì nó phải nắng á. Còn con này mọi người thấy nè, bóng hới luôn nha, ốc tán mọi người xem nè, ốc tán là chưa xét hết, đèn bóng quá nè. Rồi, rồi xem nè, bộ e-sim, áo bồ nè, thấy chưa. Đó, rồi đây cái phần áo của nó nha, không có bắn bóng gì hết nha mọi người, xem cho kỹ ha. Đó nè, bên trong nè, này thuộc siêu phẩm luôn nha. Đó, rồi thấy nồng nè, lóc nè, không mất hình cho bằng ha, lóc cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó, chế bằng rồ hay kim ha. Rồi mình xăng mọi người thấy nè, trắng tư luôn. Xin ha, bố nè, mọi người thấy hai loại soi chưa, chưa có gì hết nha, trong nhà ươm ha. Rồi accessory nè, đây là 33, accessory là 395372 nha mọi người. Đó, đây chế bằng rồ hay kim ha. Rồi để cho mọi người xem nè, xem cái bích tông nha, cực phẩm luôn. Mọi người thấy ốc nè, mọi người thấy chưa. Đó, bô nè, hai cùi xong nè, mọi người thấy nó còn sáng chân ha. Đó, rồi bây giờ ốc đã bỏ chổng nha mọi người, chưa lấy ra nha. Đây siêu đỉnh luôn. Cho anh vừa đóng khối luôn nha mọi người. Lóc mọi người thấy nè, rất là đẹp luôn nha. Bố gì cui. Rồi thì mọi người cũng đã xem rồi cái khúc video đó, đoạn video đó rồi ha. Nè, thì máy nè, Đại không có bắt bóng ha, và Đại cũng không có chỉnh sửa nha mọi người. Thì máy quay như sao thì lên nó sẽ y như vậy nha. Nè mọi người thấy nè, tay của Đại nè, đó. Thì Đại thì đã làm trước giờ là như vậy nha, chứ không có gì thay đổi nha. Thì trước sau vẫn như một thôi. Đó, thì con máy này thì quay dàn ngoài cho mọi người coi thôi. Nè, mọi người thấy nè, lóc đóng in da băng ha, dây giật nè, trắng như đít ngọc trinh nha. Giỡn thôi mọi người. Rồi đây sử dụng chế banh rồ hay kim ha, thì cũng đã giới thiệu rồi. Đó, mọi người thấy nè, đẹp không nha. Thì giới thiệu về cái cần nha. Đây thì là cây lại lên cho một cái cần ha, cần này của Kawasaki nha mọi người. Cần này nó có xây được không nè mọi người. Đây thì móc cho đeo hay nằm ở đây ha, mình móc ở đâu ba lỗ nè. Ví dụ mà gắn máy lớn thì mình móc xích trên này, còn ví dụ cái máy nó trọng lượng nó nhẹ hơn thì móc đây hoặc đây ha. Đó, tùy theo cái máy ha. Rồi thì khi mình muốn tăng đưa mọi người nè, chỗ này nó có cái chỗ dặn này nha, dặn ra ha. Đây nó dặn hơi cứng mọi người ơi. Đó
rồi mình muốn xay thì nó xay xay qua xay lại được ha nè. Ồ thấy đó thì cần rất là đẹp nha mọi người nè, mọi người thấy cái tâm nè đó, thì đây để lên cho cái chân trống á, định cho nó bể cái bình xăng của mình nha, để bảo vệ cái bình xăng của mình nó tốt hơn. Rồi thì mọi người thấy nè, đây tâm rất là đẹp luôn nha, bên nào cũng như bên đó ha. Đó thì nó ống nó là 26 nha, thì đặc biệt là con này là 26-7 nha mọi người. Đó thì rất là thông dụng nha, thì thường này 7 khía thì rất là thông dụng nha, 26-7 khía nha. Rồi thì đợi lên thêm cho mình một cái dao bóp nè mọi người, dao bóp của Maru nha. Đó hệ xịn sò ha, khi không muốn sử dụng thì gạt lên đây, thì muốn sử dụng thì kéo kịch xuống ha. Đó ống lớn luôn nha. Đó thì lên máy thì mọi người là cho ống lớn hết, mình thấy nè tôi lái rất là tay ga bóp rất là đẹp nha. Đó thì nếu ai không có nhu cầu sử dụng ga bóp thì báo đại ha, đại gắn tay ga thường là cho mọi người á, thì bỏ ga bóp thì đại sẽ trừ tiền lại nha, tại vì cái phần ga bóp này đây cộng vô là đại cộng cái giá vốn mà đại lấy thôi nha, chứ đại không có thêm lời trong này nha cho mọi người cái phần này ha. Rồi đây Isuki nè mọi người, Isuki ha. Rồi chân cỏ nè, chân cỏ zin Nhật Bãi luôn ha. Rồi tiếp theo là cái phần đầu bò mọi người thấy nè, bò uy tín luôn ha, bao im bao sát luôn nha mọi người. Đây bằng im ru luôn ha, thì ở trên này nó có cái chống bóng cỏ nè mọi người, người thấy không đó, chống bóng cỏ ở đây ha, đó, rất là sát với cái lưỡi ha, còn ở dưới thì nó cũng có chống mòn ốc đầy đủ luôn nha mọi người nè. Mọi người thấy nè, đó rồi xà tán lớn luôn nha, cốt nè, cốt 18 ly nha mọi người, ốc chào á luôn ha. Đó rồi thì để đại đặt máy rồi đại test nổ cho mọi người nghe cái tiếng máy nha. Máy thì giờ nó không có nhiều đó mọi người nha, bây giờ nói chung là điêu đứng cong bọng gì giờ không có xuống cái gì nữa đó mọi người. Hàng thì lấy quay mà nếu mà trong năm nay thì tình hình vậy thì giá nó còn sẽ cao hơn nhiều lắm nha mọi người, đó, giá mỗi ngày sẽ mỗi cao hơn nha. Đặc biệt là nếu mà làm hàng tiễn kiểu này thì thua mọi người, nói thì thật sự là trải lòng là thua. Rồi, rồi thì mình có khởi động, mình có bơm xăng đây nha mọi người. Đó, nóng le ha. Rồi, bóp ra lên máy hơi mọi người nghe nè. Rồi, máy đã nổ rồi đó nha mọi người. Đó thì để lại giật hơi mọi người nghe nè. Thì cái bích tâm thì mọi người cũng thấy rồi, là chỉnh ra tia nhỏ nha, cái máy nó chưa nổ nên thành ra là anh ti thì thầm nha mọi người, máy là ốc tán nè, chưa xét một con nào hết ha, kéo nhẹ chạy nha, nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ nha, như chó thở nó dở mà dây luôn. Đó. Rồi thì video đã xin kết thúc ở đây nha mọi người. Thì chào mọi người, hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha.